Xin chào các bạn, nếu mà trong khoảng thời gian dài vừa rồi thì các bạn thích những cái bộ cây to khủng, nói chung là nhìn rất là hầm hố, thì có lẽ là anh em lại hứng thú hơn với những cái bộ cây nhỏ nhỏ dạng ITX. Nhưng mà một cái vấn đề với những bộ máy ITX hiện tại ấy, đó chính là cái vấn đề nguồn và mainboard nó rất là đắt. Nếu như mainboard thì bây giờ đã bắt đầu có những cái mẫu main giá rẻ như là chiếc H410i của ASRock chẳng hạn. Nhưng mà nguồn thì vẫn là một cái vấn đề rất là nan giải khi mà những cái bộ nguồn có cỡ SFX ấy, thì giá của nó sẽ khoảng tầm gấp rưỡi đến gấp đôi những bộ nguồn ITX cùng công suất. Và nhưng mà hiện tại thì những cái con cả như là 3080 này, những con CPU i9 thì cũng ăn nguồn rất là lớn. Và hiện tại và những cái bộ nguồn SFX thì bây giờ chỉ có công suất 850W tối đa thôi, nên là việc build cái ATX bây giờ vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà hôm nay mình lục trong kho thấy một con này. Đây là chiếc vỏ cây NZXT H210i và nó có khả năng gắn được những bộ nguồn cỡ ATX. Và hôm nay chúng ta sẽ build một cái bộ máy dùng nguồn ATX và giá của nó khoảng tầm 27 triệu. Bây giờ chiếc H210i này là một cái vỏ máy khá là đặc biệt, khi mà nó nếu mà tính là ITX ý, nó không phải ITX lắm, tại vì cái thể tích của nó là khoảng tầm 27 lít cơ, tức là cao hơn khá nhiều so với các cái vỏ ITX khác. Nhưng và nó cũng thường như chỉ hỗ trợ đúng là main ITX, nhưng mà các thứ còn lại đều hỗ trợ là ITX hết. Ví dụ như là tản nhiệt, các bạn có thể gắn những tản nhiệt RAT 280 như là NZXT Kraken X62 hay những cái mẫu tản tháp chiều cao đến 165mm như là Noctua D15 mà chả có vấn đề gì cả. Hay là nguồn thì chiếc H210i này nó cũng hỗ trợ, đó chính là cái nguồn dạng ATX. Và đấy, gần như các bạn dùng thoải mái tất cả những cái linh kiện hiện tại đang dùng được, chỉ trừ việc các bạn phải mua thì có main ITX mà thôi. Và về cái chất lượng hoàn thiện của cái vỏ NZXT thì từ trước đến giờ nó vẫn rất là ngon, thì các bạn thể cảm nhận được ngay khi các bạn sờ vào nó. Chất lượng hoàn thiện sơn rất tốt, và theo kinh nghiệm của mình ý, thì trong studio đang dùng con vỏ là H510i thì dùng khoảng tầm 2 năm rồi mà cái lớp trắng ở trên cái vỏ cây nó vẫn không hề bị ngả màu ố sang vàng, nên các bạn yên tâm mà dùng trong khoảng thời gian dài. Nhưng có một cái vấn đề, đó chính là chiếc H210i này chỉ hỗ trợ card 2 slot, nên là bắt đầu mình định dùng chiếc 3070 switch này cơ, nhưng mà vấn đề nó lại 3 slot nên là mình không thể nào dùng được trong cái bộ cây này, nên là mình sẽ chuyển sang một cái mẫu card 2 slot khác, đó là con Innova D2060 này. Và thời điểm hiện tại thì giá những chiếc 3070 như các bạn vừa biết nó khá là cao, khi mà những chiếc như là của Asus nó rơi khoảng tầm từ 15-16 triệu đổ lên. Và nếu xét như vậy thì những chiếc như cả những 2060, 2060 Super đổ xuống ấy, thì nó vẫn là một cái lựa chọn khá là tốt trong khoảng thời gian hiện tại, ít nhất là cho đến khi những chiếc 3060 ra mắt vào khoảng tầm cuối năm nay. Tiếp theo đến CPU thì ở đây mình chọn là con Core i5-10400. Và chắc là mình không phải nói giới thiệu nhiều về con Core i5-10400 nữa, tại vì rất nhiều video đã dùng đến nó rồi. Và nó thì có 6x12 luồng và nó ngang với con i7-8700 ngày trước. Nhưng mà nếu các bạn muốn tiết kiệm một chút và các bạn chỉ chơi game ý, thì các bạn có thể lựa chọn sang những con như là con 10400F để giảm được khoảng tầm 600.000. Hoặc là các bạn nào có dư giả một chút, các bạn muốn lên những con CPU cao hơn thì có thể chọn lên con 10600 khi mà mức xung của nó là 4.8 GHz cơ, so với mức là 4.3 của con 10400 này. Và việc lựa chọn CPU thì tùy thuộc vào túi tiền các bạn, nhưng mà hiện tại những chiếc 10400 và 10400F vẫn là những con CPU có hiệu năng thì giá thành tốt nhất hiện tại để gaming. Và tản nhiệt cho con 10400F thì thực sự là các bạn dùng tản stock cũng được, nhưng hơi nóng. Các bạn nếu mà thích thì có thể lên những con tản như là tổng tản khí tầm 500-700.000 là tản ok rồi. Nhưng mà tiện thể hôm nay thì build cho đẹp thì mình cũng lục ra con NZXT Kraken M22. Thì con này giá của nó là 2 triệu, thực ra là khá là cao so với một tản Uni1 RAT. Với kích cỡ RAT là 120. Nhưng mà cái điểm được các bạn có hai thứ. Thứ nhất là các bạn toàn bộ đồng bộ hóa với con vỏ cây nhìn rất là đẹp. Và thứ hai đó chính là cái đèn LED trên block. Đèn LED trên block của NZXT thì thực sự bây giờ mình đánh giá nó vẫn đang là số 1 trong những cái dòng Uni1. Và các bạn, cái chế độ sáng của nó cực kỳ đẹp và có cái hệ thống gọi là gương vô cực ấy. Các bạn điều khiển thông qua phần mềm NZXT Cam thì tí nữa mình sẽ điều khiển cho các bạn xem. Và đây, thì tí nữa mình sẽ lắp vào. Mà trước mắt thì nó là con NZXT Kraken M22 này. Và để lắp tất cả mọi thứ lên thì chúng ta dùng hơi overkill một tí, là con Asus ROG Strix B460i Strix Gaming. Con bên này thực sự là giá nó khá là cao, nhưng mà bù lại thì đây chính là main mình đánh giá là con main ITX ngon nhất hiện tại dành cho các bạn dùng CPU không có chữ K, tức là CPU không ép xung được ấy. Thì các bạn thấy là con main này nhìn bên ngoài thì hầm hố rồi, và toàn bộ cái mặt về khu vực VRM các bạn được
tản nhiệt, và các bạn sau này mới nâng cấp lên CPU tầm Core i9-10900 thì vẫn lắp trong này rất là thoải mái. Và con bên này thì các bạn sẽ có là hai khe NVMe, một khe mặt trước cái này và một khe mặt sau. Thì cái khe mặt sau thì mình không dùng đến, tại vì trong clip này mình chỉ dùng đến một con SSD Kingston. Con A2000 này dung lượng nó là 1T, thì 1T bây giờ mình nghĩ là khá là đủ cho các bạn chúng gaming. Nhưng mà các bạn nào muốn lưu nhiều game ấy, ví dụ những game khủng khủng như Call of Duty Modern Warfare hơn 100GB, hoặc là Warhammer hơn 80GB, thì con 1T này mình nghĩ là các bạn nên sắm thêm một con nữa. Và đối với những bộ máy ATX ấy, thì thật sự theo mình các bạn nên sắm cái SSD NVMe thay vì việc sắm SSD SATA, đắt hơn một chút thôi nhưng mà nó rất là gọn. Và tiếp theo là về RAM, thì mặc định thì con Core i5 nó chỉ có RAM là 2667MHz thôi. Và những kit RAM 2667 bây giờ giá nó khá là rẻ, nhưng mà cái vấn đề là những kit RAM bây giờ ấy, bớt 2667 thì nó chỉ không có LED, nên là mình bỏ thêm 500.000 thì so với 1.8 triệu, còn kit này nó khoảng tầm 2.2 triệu. Thì cái này các bạn sẽ có là bớt 3.000 thì thực ra nó vẫn chạy được so với cả bên CPU Core i5, nó tự giảm bớt xuống 2667 thôi. Và sau này các bạn lên CPU của Core i9 ấy, thì dùng được bớt 3.000, Core i7, Core i9 thì dùng được bớt 3.000, nhưng mà bù lại các bạn có đèn LED. Đèn LED trên version Pro thì rất là đẹp và nhìn RAM hầm hố hơn rất là nhiều, thay vì người dạng những cái kit RAM gọi là không tản như Core Vengeance LPX thì nó không có tản, nhìn nó rất là trống trong cái cây. Và tại vì cây này đã có ít LED rồi, có mỗi LED ở trên RAM và cái tản nhiệt mà thôi. Và cuối cùng cho cả cái bộ máy này, như mình đã nói thì con vỏ này nó gắn được cái nguồn ATX, và đây là một khoản tiết kiệm khá là lớn. Và cái bộ nguồn mình dùng ấy công suất của nó 500W, thì giá của nó chỉ có khoảng tầm 800.000 mà thôi, là chiếc Cooler Master 500W. Chiếc Cooler Master này các bạn có thể thoải mái cân chiếc 2060 rất là tốt. Và nếu các bạn nào mà thích gọi là cân lên những con cả cao hơn như 2070 ấy, thì các bạn thể lên tầm 600W, 700W. Nhưng mà 500W đủ rồi. Và để mình so sánh ấy, thì chiếc nguồn Cooler Master dạng ATX này giá chỉ là 700 thôi. Và trong khi đó một chiếc nguồn dạng ITX rẻ nhất bây giờ là của FFP, là chiếc SFX450, giá của nó là khoảng tầm 1.3 triệu, và nó gần như gấp rưỡi nguồn này. Nên đây là một khoản tiết kiệm khá là tốt cho các bạn nếu mà các bạn lựa chọn được cái cây từ SFX 210 để dùng cái nguồn này. Và bây giờ là lúc mình sẽ lắp tất cả mọi thứ vào với nhau và chúng ta xem thử cái bộ máy này như nào. Với tổng trị giá bộ máy khoảng 27 triệu đồng và sau khi trừ khuyến mại thì còn 26 triệu hơn tí, chúng ta có sự kết hợp giữa bộ đôi 10.400 và 2060. Về tổng thể thì bộ vỏ này tuy là ITX nhưng mà không thực sự là bé lắm. Và cái thiết kế dạng phẳng như của NZXT thì nó rất phù hợp với các bạn mà sử dụng góc gaming dạng tối giản hay là gọi là minimalistic. Cái lớp vỏ trắng bên ngoài khá mịn, và với kinh nghiệm sử dụng của mình thì cái lớp vỏ này sau thời gian dài sử dụng cũng không hề bị ám vàng như những hãng rẻ tiền khác. Bên trong đèn LED không phải quá màu mè và chỉ ở mức dạng điểm xuyết mà thôi. Mình sử dụng phần mềm NZXT Cam kết hợp với Corsair IQ để chuyển toàn bộ sang tông trắng phù hợp với cái vỏ cây này. Nhưng các bạn cũng thấy thì cái màu trắng là cái màu khó tái tạo nhất của đèn LED, nên cái độ lệch màu nhìn khá là rõ khi các bạn để ý. Cái màu trắng của Corsair nó hơi ngả xanh, còn trắng NZXT nó hơi ngả vàng. Nếu bạn nào kỹ tính thì nhìn hơi khó chịu, nhưng mà nếu mà bình thường nhìn cũng không sao đâu. Có thể các bạn nghĩ với kiểu thiết kế đóng kín như này rất là nóng, nhưng mà với cấu hình thế này khi mà nhiệt độ mình chơi game thì khá ổn định, CPU rơi khoảng tầm 50 độ và cảm nhận thì tầm 70. Nói chung thì ở mức này là mức tầm trung, cũng không thể nói là nóng được và cũng không phải là quá mát. Hiệu năng gaming của dàn máy thì mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm trong ngay bây giờ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau.